Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 171 là ta. Yến Tam hợp lão đảo lui về phía sau vài bước, một bàn tay lớn đỡ lấy, dựa vào nhiệt độ lòng bàn tay không cần quay đầu nhìn, cũng biết là tả ta Tam gia. Đừng lúc nào cũng nắm lấy vạt áo trước của nam nhân. Yến Tam hợp trường hắn một cái, tưởng nàng muốn nắm hả, không như vậy thì làm sao quý lăng xuyên khắc cốt ghi tâm được. Yến cô nương, Yến tam hợp. Quý lăng xuyên cả người đột nhiên trở nên nóng này, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Yến tam hợp nâng chân lên, thuần thục đá hai cái lên đầu gối hắn. Dầm. Quý lăng xuyên quỳ dạp xuống đất, bởi vì tiếng đau có chút vỡ vụn không rõ. Yến tam hợp, mau nói cho ta biết chân tướng, vì sao là ta? Vì sao? Chân tướng ư. Yến Tam Hợp trở nên bi thương, ta sợ ngươi nghe xong chịu không nổi, quý lăng xuyên à. Hồ Tam muội phục thấp làm nhỏ, nàn nhẫn vạn nhịn, lấy hai đứa con trai làm đại giới, cuối cùng phủ chính ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của quý gia, có thể để các ngươi quang minh chính đại gọi vào một tiếng mẫu thân, có đúng không? Quý lăng xuyên run giọng Đúng, sau khi Hồ Tam muội được phủ chính, phụ thân ngươi không coi nàng là thê tử thực sự lễ mừng năm mới của trương gia không qua tay nàng, hôn sự của hai huynh đệ các ngươi không cho nàng hỏi đến, trong cảm nhận của quý Xuân Sơn, đích thê của hắn vĩnh viễn là trương thị, có đúng không? Đúng, ngươi và nhị đệ ngươi cho tới bây giờ chưa từng thực sự coi nàng là mẫu thân, cảm thấy thác sinh ở trong bụng tiểu thiếp là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của các ngươi. Một nữ ngư dân đến chứ cũng không biết, sao xứng làm mẫu thân của các ngươi, đúng không? Quý Lăng Xuyên xấu hổ cúi đầu. Đúng. Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn Quý Lăng Xuyên. Tình yêu nam nữ dễ dàng dứt bỏ, tâm lạnh, tình cũng phai, phụ thân ngươi tái hôn 17-18 phòng di nương, đối với nàng chỉ như thêm đôi đũa mà thôi. Nhưng tình cảm huyết mạch thì đau cắt không đứt, lửa cháy không hết, vì nó thẩm thấu ở trong tận xương cốt rồi. Mấy người các ngươi đều do bà hoài thai 10 tháng sinh ra, ai cùng khiến bà thò một chân vào quỷ môn quan, cực tử nhất sinh một lần. Quý lăng xuyên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong ngực như bị nhét vào một phiến đá khổng lồ, khiến hắn không thở nổi. Yến cô nương, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Không nói, làm sao ngươi biết được tiền căn hậu quả. Yến tam hợp cười gần một tiếng như tự diễu. Muốn có được cái gì, nhất định phải trả giá trước. Lão phu nhân biết rõ trên đời này thuốc gì cũng có, duy chỉ không có thuốc hối hận. Hơn nữa nhìn hai huynh đệ các ngươi thành gia lập nghiệp, học hành làm quan, bà cũng không có gì phải hối hận, dù là hai huynh đệ các ngươi khinh thường bà, nhưng chỉ cần các ngươi sống tốt, bà đều chịu. Nói tới đây, Yến Tam Hợp đột nhiên chuyển đề tài. Ngươi còn nhớ chuyện Tam Phu Nhân Ninh Thị nói về cẩm tú tơ lụa không? Quý Lăng Xuyên đau khổ gật đầu. Rõ ràng là Đại Phu Nhân làm, bà lại vu oan cho Tam Phu Nhân. Yến Tam Hợp. Ta lúc ấy nói, Lão Phu Nhân có hai mục đích, một là gia hòa vạn sự hưng, một là bà muốn cùng lập ân uy, lập quy củ làm mẫu thân chồng, thật ra ta nói sai rồi. Đó là nguyên nhân gì? bùi tiếu nhịn không được chen vào. Đại phu nhân là trương gia chọn chúng, bà muốn ra hòa vạn sự hưng, xin hỏi bùi đại nhân, cái nhà này là ai làm chủ? Bùi tiếu nhìn quý lăng xuyên trên mặt đất. Thì ra bà không muốn cậu bị kẹp ở giữa khó xử. Yến tam hợp. Còn nữa, bà cũng không muốn lập ân uy gì, mà ngược lại là muốn lấy lòng đại phu nhân. Bùi tiếu không hiểu. Vì sao? Bởi vì... Giọng Yến Tam Hợp đột nhiên nhẹ như gió đêm bởi vì bà muốn thông qua đại phu nhân, biết thêm chút chuyện của con trai mình. Quý đại lão ra hôm nay ăn gì, uống gì, có lạnh hay không, có mặc thêm áo hay không, trong nhà môn làm việc có thuận lợi hay không, có chuyện gì phiền lòng hay không. Muốn đại phu nhân kể cho bà những điều bình thường và vô vị trong cuộc sống, đối với đại phu nhân mà nói, thì đây là mấy chuyện nhỏ nhặt giữa nàng và trượng phu. Nhưng đối với bà thì đó là chút nhỏ nhặt giữa mẫu tử với nhau. Bà ngoại ta, bùi tiếu lập tức nghẹn ngào con người thường luôn rất khó quên những lần đầu tiên. Sườn mặt Yến Tam hợp chìm trong bóng tối rõ ràng. Lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên bước vào cánh cửa quý phủ, lần đầu tiên giao hòa cũng trượng phu, lần đầu tiên có thai. Khi đó Hồ Tam muội làm sao biết, bà và đứa nhỏ này chỉ có tình mẫu tử 10 tháng. Bà hẳn là tràn đầy chờ mong và vui sướng, ngóng trông đứa bé này sinh ra. Nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con, lần đầu tiên cho con bú sữa, nhìn con mọc chiếc răng sữa đầu tiên, nghe con gọi mình tiếng mẫu thân đầu tiên. Chớ chiêu thay, bà ấy đã bỏ lỡ mọi thứ ngoại trừ tiếng khóc đầu tiên. Cái tên đại gia quý phủ quý lăng xuyên, trở thành vọng niệm mà bà chỉ biết ôm trong lòng suốt đời suốt kiếp. Vũ Trần từng nói, lão phu nhân khi còn sống thường nói một câu, con người ta nhất định phải nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít. Nói nhiều, không chỉ khiến mình trở nên ngu xuẩn, mà tâm sự trong lòng cũng bị người nhìn thấu. Yến Tam hợp khẽ lắc đầu. Nhìn xem, bà cụ sống biết điều bao nhiêu. Bà định vị cho mình là một người xem, bàng quan nhìn cuộc sống của con cái. Bọn họ sống tốt, bà an tâm. Bọn họ không tốt, bà lo lắng. Chính vì vậy, bà mới âm thầm tác hợp chuyện giường chiếu của nha hoàn bên người và Tam lão gia quý phủ. Trong nhận thức của lão phu nhân, chỉ có sinh hạ con trai thì Ninh Thị mới có thể mạnh mẽ sống ở quý gia. Cũng chỉ có sinh hạ con trai, Tam lão gia quý phủ mới tính là có hậu mới có thể đứng vững ở trong tộc. Bà không dám công khai làm, chỉ có thể dùng cách lén lút, che che giấu giấu. Bà đã tính xong hết cả, chỉ không tính đến tính tình của Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân người dằm hồng trang gà đến quý gia, nhà thân sinh núi vàng núi bạc tiêu không hết, căn bản không chịu được điều mà bà sắp xếp, quý lăng xuyên. Yến Tam hợp lại truyền lời, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Mẫu thân ngươi 16 tuổi lẻ loi một mình vào kinh, trên người chẳng có gì cả, chỉ có thân thể trẻ trung khỏe mạnh, và một cái bụng có thể sinh con trai. Bà là nữ ngư dân, không có nhà ngoại để dựa vào, không có phụ mẫu huynh đệ có thể giúp đỡ, ngươi biết bà muốn leo lên vị trí bây giờ, đã nhẫn nhịn đến mức nào không? Lông máy quý lăng xuyên giật giật. Vũ Trần nói, tổ mẫu ngươi đi không ra phân, là bà đưa tay vào móc ra từng chút. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, là mẫu thân ngươi trên mặt đất rửa chân cho đích mẫu ngươi, thứ ngươi không thấy, có lẽ bà còn làm nhiều chuyện hèn mọn hơn nữa, Ngươi chê bà sinh ra ngươi, chê cách bà sống khúm núm. Yến Tam hợp buông lòng tay, chậm rãi nắm thành nắm đấm, gân xanh trên u bàn tay nổi lên. Ngươi cho rằng bà ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Quý gia là chỉ dựa vào sự ban ân của đích mẫu của ngươi sao? Ngươi dựa vào chương gia thăng quan phát tài, nhưng bà từ đầu tới cuối đều chỉ dựa vào chính mình. Ngươi con bà nó có tư cách gì khinh thường bà, có tư cách gì ghét bỏ bà? Quý Lăng Xuyên, ngươi dựa vào cái gì? chương 172, nhìn thấu. Cả người quý lăng xuyên đều đang run rẩy tựa như có người cầm một cái rìu, bổ vào cái đầu ngoan cổ năm 10 năm không đổi của hắn. Một nửa là hối hận, một nửa là đau khổ. Hai huynh đệ các ngươi nghĩ bà ấy được lựa chọn à? Bà được lựa chọn vào quý ra sao? Bà được lựa chọn đưa ngươi cho người khác sao? Đáy mắt Yến Tam hợp đỏ lên. Là ai ép và phải tính kế để leo lên vị trí chủ mẫu? là ai ép bà phải đối với ninh thị như vậy là ai ép bà phải động thủ với tiểu thiếp của phụ thân ngươi là ai ép bà từ một nữ ngư dân đơn thuần không biết toàn tính biến thành người như vậy cả đám các ngươi dựa vào cái gì yến tam hợp phẫn nộ gầm thét trong lòng một bàn tay to lớn đặt trên đầu yến tam hợp cô quay lưng lại tả chi phi không ngờ cô lại phản ứng nhanh như vậy sự dịu dàng trong mắt không kịp giấu chỉ có thể ho khan một tiếng để che đi không nên quá kích động, giận quá hại thân. Dứt lời, hắn lùi lại đến cạnh cửa, lười biếng dựa khung cửa, trên mặt nhìn ung dung bình thản, nhưng trái tim lại đập thình thịch. Kỳ quái, sao ta lại sờ đầu nàng đến nghiện rồi? Yến Tam Hợp đi từ kinh hãi đến bình tĩnh, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi dây lát. Mà giờ phút này quý lăng xuyên, đã giống như con chó chết, ngồi phịch dưới đất, yên lặng chảy nước mắt. Ai cũng nói nước mắt của nam nhân không dễ rơi, thực ra chỉ là chưa đụng tới chỗ đau lòng mà thôi yến tam hợp cười gần quý lăng xuyên chỗ đau lòng thực sự còn lâu mới tới đầu tiên hãy thu nước mắt của ngươi lại đi quý lăng xuyên khàn giọng nói yến cô nương xin ngươi hãy cho ta một nhát thống khoái đi ta ta thế này đã chịu không nổi rồi sao trong lòng yến tam hợp cười gần một tiếng ngồi xổm xuống đưa tay đè bả vai quý lăng xuyên lại quý lăng xuyên nhìn vào mắt cô trong lòng hoàng sợ nói không nên lời. Lúc trước ta đã nói với ngươi, thành mai trúc má của lão phu nhân là Ngô Quan Nguyệt. Năm Vĩnh Hòa thứ hai, cha con Ngô Quan Nguyệt khởi binh xưng vương, Vĩnh Hòa năm thứ ba, đại tẻ phát binh. Vĩnh Hòa năm thứ tư, cha con Ngô Quan Nguyệt binh bại lưu vong. Những tin tức này, hẳn là đều sẽ đứt đoạn truyền tới trong lỗ tai lão phu nhân, cái tên phủ bụi ở đáy lòng bà chợt trắng trợn bày ra trên mặt bàn. Đêm mưa gõ cửa sổ, theo đó một giấc mộng dài trong mộng cây bông gạo bên bờ sông Bắc Thương nở rộ gió ấm thổi qua làm cánh hoa bay khắp nơi bà Hoàng Hốt nhìn thấy nam tử phong thần Tuấn tú kia đứng ở dưới tàng cây bông gạo gọi bà một tiếng tam muội khi tỉnh lại thì lại nhận được một tin tức khiến bà kinh hái ta không cách nào tưởng tượng ra được lão phu nhân sau khi nghe được những tin tức này sẽ có tâm trạng thế nào nhưng có một điểm có thể xác nhận ngay cả Vũ Trần làm bạn ngày đêm cũng chưa từng nhận ra có thể thấy được bà giấu rất sâu, cũng giấu vô cùng tốt. Hai tay quý lăng xuyên chống đất, chậm rãi ngầm đầu, giọng cực kỳ khan khan. Thẳng đến, thẳng đến khi hung thủ vụ án trịnh gia xuất hiện, phải không? Đúng. Yến tam hợp. Nhưng ngươi biết vì sao không? Quý lăng xuyên ngẩn người lắc đầu. Bởi vì từ nhỏ bà ấy đã biết mong ước cả đời của ngô quan nguyệt. Yến tam hợp dừng một chút. Quý lăng xuyên, ngươi biết mong ước cả đời của ngô quan nguyệt là gì không? là nước non thành bình, là vạn dân lạc nghiệp. Hơi thở của quý lăng xuyên lập tức dồn dập ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Yến Tam Hợp dự đoán được hắn sẽ có phản ứng này. Cho nên ngô quan nguyệt tạo phản, giết vương tộc, cuối cùng rơi vào kết cục lưu vong, lão phu nhân chỉ biết thương tâm, nhưng không kinh ngạc, vì đây là số mệnh của ngô quan nguyệt. Nếu như hắn không có số mệnh như vậy, lão phu nhân mới có thể cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi hung thủ vụ án trịnh ra nổi lên mặt nước, bức tường vốn không thể phá vỡ trong lòng lão phu nhân đột nhiên sụp đổ. Bà liều lĩnh chạy đến viện của ngươi, hỏi vụ án kia có thầm sai hay không. Bà bức thiết muốn ngươi cho bà một đáp án, bà không tin, cũng không thể tin được, chuyện giết sạch cả tộc người khác không phải là việc mà ngô quan nguyệt sẽ làm. Nước mắt phần đục của quý lăng xuyên cuồn cuộn rơi xuống. Ngô gia có tổ huấn không giết chó, sau khi nghe được từ phu nhân ta, trong lòng bà đã hiểu được vụ án này không phải do ngô quan nguyệt làm. Yến Tam Hợp nhắm mắt lại, mệt mỏi trả lời: "Đúng vậy." Quý Lăng Xuyên cẩn thận nhìn Yến Tam Hợp, tâm ma của bà vẫn là Ngô Quan Nguyệt, sao có thể liên quan đến ta? "Quý Lăng Xuyên." Yến Tam Hợp đưa tay vỗ vỗ vai hắn, thất vọng đứng lên. "Ngươi quá coi thường mẫu thân ruột của mình." Yến Tam Hợp. Bùi Tiếu đã hoàn toàn chờ không kịp. "Ngươi nói mau đi, bà ngoại ta rốt cuộc làm sao vậy?" Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu, lộ ra một nụ cười như buồn như vui trong lòng lão phu nhân hiểu rõ vụ án này không phải do ngô quan nguyệt làm như vậy bà có thể suy nghĩ sâu hơn một chút vụ án này rốt cuộc là ai làm không vì sao bốn bộ liên thủ điều tra án còn điều tra sai dứt lời tạ chi phi vốn lười biếng tựa cửa lập tức thay đổi mặt lạnh như trăng bùi tiếu như bị xét đánh ý của ngươi là lão phu nhân còn từng nghĩ tới việc phải giúp cha con ngô quan nguyệt sửa lại án xử sai sao ta nghĩ và hẳn là có nghĩ tới dù sao đây là điểm mấu chốt của toàn bộ vụ án chỉ cần bà dám đứng ra nói oan khuất của ngô quan nguyệt có thể sẽ được rửa sạch quý lăng xuyên vậy vậy tại sao bà ấy không làm yến tam hợp lạnh lùng cười quý lăng xuyên ngay cả ngươi cũng không tin lời của bà thì những người khác sẽ nghĩ sao bọn họ có tin hay không quý lăng xuyên á khẩu không trả lời được thứ hai ngô quan nguyệt là ai chứ bà là một nữ nhân trong nội trạch lại có quan hệ với quân chủ lưu vong của đại tề. Nói không chừng, Bùi Tiếu nghe thấy thì sắc mặt trắng bệch, chính là đại tội phản quốc, điểm quan trọng nhất. Yến Tam hợp cười gần, nếu như sau khi bà ấy nói ra, quý gia có bị liên lụy hay không, tiền đồ của con trai có bị liên lụy hay không. Nếu triều đình tin bà thì không sao, nhưng mấu chốt là. Bùi Tiếu giậm chân một cái, liên tục lắc đầu. Sẽ không tin, ai cũng sẽ không tin, bọn họ chắc chắn cho rằng lão phu nhân điên rồi nói không chừng cả hai cậu ta cũng đều phải chịu liên lụy. Yến Tam Hợp cúi đầu, nhìn vào mắt quý lang xuyên. Cho nên lão phu nhân suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể ngậm chặt miệng, giấu chân tướng vào trong bụng, đến chết cũng không thể nói ra. Đang là tháng 5, mà cả người quý lăng xuyên lại rét run, lạnh đến mức hàm răng hắn và lập cập vào nhau. Vụ án này có tam ti hội thẩm, còn cộng thêm cả cầm y vệ, chỉ cần lão phu nhân phun ra bên ngoài một chữ, thì chẳng khác nào đẩy quý gia đến phía đối lập. Không chỉ như thế, vụ án cuối cùng là trình lên ngự án của Hoàng thượng, chỉ cần một dấu đỏ của Hoàng thượng mới có được lệnh truy nã cha con ngô quan nguyệt. Dám nghi ngờ Hoàng thượng, dám nghi ngờ triều đình. Điều này đối với quý gia mà nói, không khác gì tài ương ngập đầu. Lão phu nhân lựa chọn im lặng, đồng thời cũng lựa chọn chuyển đến trúc viện sống. Giọng yến tam hợp chợt dịu dàng. Bà dọn đến trúc viện có hai nguyên nhân, một là xuất phát từ lòng ái náy của mình với ngô quan nguyệt, hay là bà không muốn để cho người ta nhìn ra trong lòng bà đang cất giấu bí mật. chương 173, con à. Nói đến đây, bùi tiếu mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách sao lão phu nhân sau khi chuyển đến trúc viện, thì thường đi hồ tâm mùi hơn nửa ngày, cũng không đùa giỡn với tiểu bối. Ai lại ngờ được là nguyên nhân này? Yến Tam Hợp nhìn bùi tiếu một cái, giọng lại vang lên. Bà nhìn hồ tâm, trong lòng nghĩ đến sông Bắc Thương, còn có thiếu niên có cao ngất kia. Trước kia bà sùng bái hắn bao nhiêu, ngưỡng vọng thiếu niên kia bao nhiêu thì lúc đó căm ghét bản thân nhát gan bấy nhiêu. Nhưng bà không thể không nhát gan, hơn 200 mạng người quý phủ đều đặt ở trên người bà, bà sợ. Bà chỉ có dùng cách này, khiến cho lương tâm của mình bớt khó chịu, ban đêm mới có thể ngủ được an ổn một chút. Trong đầu yến tam hợp, có ánh sáng nhẹ nhàng rơi xuống. Lão phu nhân ngồi bên hồ tâm, biến mình thành một tảng đá, không ai biết trong lòng bà đang trải qua sóng thần núi lở như thế nào. Thậm chí ngay cả Vũ Trần cũng cho rằng, lão phu nhân đang nhàn nhã phơi nắng, thưởng thức trà thơm, hưởng thụ tuổi già. Yến Tam hợp chợt này sinh cảm khái. Buồn cười thực sự, một vụ án kinh thiên động địa khiến triều đình và dân chúng khiếp sợ như thế, mà người đầu tiên nhìn thấu chân tướng, lại là một bà cụ không biết một chữ, không ra khỏi nhà. Tả Chi Phi và Bùi Tiếu nghe vậy, không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau. Đâu chỉ buồn cười, thật đúng là con bà nó khốn kiếp. Sau sự im lặng ngắn ngủi, Yến Tam hợp lại mở miệng. lão phu nhân lúc còn trẻ, đã ít nói nhiều trầm tư, vụ án trịnh ra xảy ra lúc bà đã gần 60, sống đến cái tuổi của bà thì sẽ suy nghĩ nhiều hơn người khác. Mẫu thân nghĩ tới cái gì? Quý lăng xuyên giờ phút này đã giống như người chết, đến cả nói chuyện cũng hấp hối. Yến Tam hợp. Bà ấy suy nghĩ một chuyện. Tại sao bốn bộ liên thủ điều tra vụ án, cuối cùng vụ án còn tính sai? Tạ Chi Phi đột nhiên cười gần. Bà không nghĩ ra, không ai có thể nghĩ ra. Đúng, bà nghĩ mãi mà không rõ. Yến Tam Hợp quay đầu, Tạ Chi Phi đang nhìn nàng. Nhưng bà có thể suy nghĩ cẩn thận một chuyện khác. Tạ Chi Phi. Là cái gì? Yến Tam Hợp rời tầm mắt, nhìn Quý Lăng Xuyên trên mặt đất, lại ngồi xổm xuống, ngăn từng chữ. Bà suy nghĩ nước của vụ án này rất sâu, bà suy nghĩ nước ở trốn quan trường cũng rất sâu, bà suy nghĩ con đường làm quan rất nguy hiểm. Sắc mặt quý lăng xuyên trắng bệch, mắt thường cũng có thể thấy được. Kinh ngạc nhìn Yến tam hợp. Yến, Yến cô nương, ngươi đang nói cái gì, ngươi có thể. Có thể nói chậm một chút hay không? Ngươi từng nói bà có nói hai huynh đệ các ngươi cách trương gia xa một chút, là vì sao? Quý lăng xuyên há miệng, ngay cả hô hấp cũng quên. Trương gia là nhà ngoại của phu nhân trước trương thị, lại là nhà mẹ đẻ của thái tử phi bà chưa bao giờ dám hỏi đến bất cứ chuyện gì giữa hai người và trương gia vì sao đến già rồi lại muốn các ngươi cách trương gia xa một chút yến tam hợp thở dài một hơi bà kịch liệt phản đối con gái ninh thị đi làm thiếp cho thái tử thậm chí không tiếc tuyệt thực để uy hiếp quý lăng xuyên bà đến hôn sự của ngươi cũng không lo đến vì sao lại lo đến tận đứa cháu gái quý lăng xuyên đột nhiên dùng cả tay chân đứng lên khỏi mặt đất hung tận trường yến tam hợp, xé tim xé phối rông lên. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Điều ta muốn nói, chẳng lẽ người còn chưa rõ sao? Hay là không muốn thừa nhận? Quý lăng xuyên không khỏi dùng mình một cái. Tại sao bà cứ lặp đi lặp lại rằng, quý gia đã giàu sang ngập trời rồi, tại sao lại nói cây cao gió lớn, tại sao lại nói người sống trên đời đều đã có định số? Ý của ngươi là... Bùi tiếu đột nhiên xông tới, mùi xổm xuống, bắt lấy cánh tay yến tam hợp bà ngoại bởi vì ngô quan nguyệt bị oan uổng nên sợ có một ngày quý gia cũng sẽ rơi vào kết cục như thế yến tam hợp nhìn bùi tiếu gần như là nói ra từng chữ bà ngoại người bởi vì vụ án trịnh gia nghĩ đến ngô quan nguyệt bởi vì ngô quan nguyệt bị oan uổng nghĩ đến quan trường kinh thành bởi vì quan trường đáng sợ mà lo lắng cho con trai đang ở trong quan trường không thể nào điều này tuyệt đối không thế nào a à... quý lăng xuyên đột nhiên thất thanh khóc giống lên vừa khóc vừa vỡ vụn gào thét bà ấy bà ấy đến chứ còn không biết bà ấy bà ấy bà ấy có đầu óc cũng có mắt ánh mắt yến tam hợp lạnh lẽo vô cùng bà ấy từng làm đương gia biết một cân gạo bao nhiêu tiền quý gia một tháng thu nhập bao nhiêu chi tiêu bao nhiêu biết quý gia ở bên ngoài có bao nhiêu sản nghiệp cũng biết vinh đệ các ngươi hàng năm có thể kiếm được bao nhiêu bạc trở về mỗi ngày bà đầy ngồi ở hồ tâm đào một cái hồ tâm cần bao nhiêu bạc, trong lòng bà tính ra được, trên bàn cơm trong nhà ăn cái gì, mặc quần áo gì, có thêm bao nhiêu hạ nhân, nên đón đưa tiễn phô trương bao nhiêu, trong lòng bà đều có cân nhắc. Khi bà phát hiện quý gia ăn, uống, dùng càng ngày càng xa xỉ. Khi bà phát hiện quý lăng xuyên ngươi âm thầm tham ô, lúc người vơ vét của cải thay trương gia, thì bà còn có gì không nghĩ ra nữa. Yến Tam hợp cười gần. Có lẽ bà còn nghĩ nhiều hơn, bà nghĩ tới cuộc tranh giành giữa thái tử và hán vương bà nghĩ tới con trai mình là người của thái tử bà nghĩ đến một ngày kia con trai mình có thể sẽ vì nguyên nhân nào đó đã trở thành một ngô quan nguyệt bị oan uổng kế tiếp không không thể nào khuôn mặt quý lăng xuyên vặn vẹo hai tay nắm thành nắm đấm dùng sức nện xuống đất miệng vẫn điên cuồng hét điều này tuyệt đối không thể quý lăng xuyên ngươi đúng là xem thường mẫu thân của ngươi trong giọng nói của yến tam hợp mang theo một chút kích động mà ngay cả nàng cũng khó kiềm chế được. Trên người ngô quan nguyệt chảy dòng máu của hai đời vương triều Trần Thị, Ngô Thị, một nữ ngư dân có thể khiến cho ngô quan nguyệt rung động, người tưởng chỉ nhờ vào chút tư sắc thôi sao. Câu hỏi nhẹ nhàng này khiến trái tim và linh hồn quý lăng xuyên run lên. Ngô Thư Niên con trai Ngô Quan Nguyệt chính miệng nói với chúng ta, phụ thân hắn sau khi ngồi lên vương vị, trở lại bờ sông Bắc Thương, có nói với hắn về hồ Tam Muội. Ngô Quan Nguyệt khi đó ước chừng hơn 50 tuổi, nữ tử có thể khiến cho một vị kiêu hùng cả đời nhớ mãi không quên, chắc chắn là sẽ có chỗ hơn người. Bà 16 tuổi vào kinh, chưa đến 60 phát hiện Ngô Quan Nguyệt bị oan uổng, và ở dưới chân thiên tử suốt 40 năm, ở trong nhà quý gia các ngươi 40 năm. Bà thật sự chỉ là một lão phu nhân nội trạch không biết một chữ, không ra khỏi nhà. Trong 40 năm, bà nhìn các thế gia ở kinh thành lên lên xuống xuống, nhìn những quan viên kia bị xét nhà, lưu đẩy, mất đầu, diệt tộc. Ánh mắt Yến Tam hớp chợt sắc bén. Quý Lăng Xuyên, ngươi còn dám nói điều đó là không thể sao. Bùi tiếu bị ánh mắt của nàng dọa sợ, tay buông lỏng, đặt mông ngã ngồi dưới đất, cả người đều bối rối. Lại nhìn qua Quý Lăng Xuyên. Hắn chừng hai con mắt đục ngầu, đôi đồng từ vô định, hơi thở yếu ớt giống như là chỉ dùng một sợi tơ nhỏ treo lên. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, sẽ tắt thở vậy bức tường không thể phá vỡ trong lòng hắn hoàn toàn sụp đổ. Quý Lăng Xuyên, Yến Tam hợp mệt mỏi nhắm mắt lại, giọng nói cực chậm rãi. Người ở lao ngục, trong lòng nhớ thương nhất không phải thê tử, không phải huynh đệ, mà là đứa con trai nhỏ nhất quý thập nhị. Người hận không thể dùng mạng mình để thay nó, đánh chịu hết những đau đớn của nó. Quý Lăng Xuyên nghe thấy đứa con trai út của mình thì trong mắt mới coi như có một chút ánh sáng hồi quang phản chiếu, ngươi đối với quý thập nhị ra sao thì lão phu nhân đối với ngươi cũng như thế. Điểm khác biệt là, sự sắc bén trong mắt Yến Tam hợp tàn đi, chỉ còn lại sự bi thương. Sự lo lắng xót thương của ngươi đối với quý thập nhị đều có thể nói ra, nhưng bà không thể. Mặc dù các ngươi là mẫu tử, nhưng ở trước mặt các con bà, bà chưa từng có uy nghiêm của một mẫu thân. Ngươi như mày, trong lòng bà sợ hãi, ngữ khí của ngươi không kiên nhẫn, bà cũng chỉ có thể tránh xa. Tất cả lo lắng, quan tâm, đau lòng của bà đối với ngươi, chỉ có thể ở trong đêm không người, cô tịch, lặp đi lặp lại trong đầu mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Con à, làm người đừng quá tham lam, con à, cách xa trương gia một chút đi, con trai à, chúng ta đừng làm chức quan này nữa nhé. Quý Lăng Xuyên, sự đau khổ có thể nói ra thì không tính là đau khổ. Sự đau khổ không nói nên lời mới là sự đau khổ thực sự. Nước mắt cuối cùng cũng chảy khỏi mắt Yến Tam Hợp núi sông thành bình, vạn dân lạc nghiệp. Đây là điều mà bao nhiêu người dân mong đợi sâu sắc. Ngô Quan Nguyệt đối với một hồ tam muội xuất thân bần khổ, hèn mọn mà nói, thì ngoại trừ sùng bái, ái mộ, kính nể ra, thì nhiều hơn là sự tín ngưỡng. Một người phải yêu người khác đến mức nào mới ví người đó phản bội tín ngưỡng của mình. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 174, xuyên tim. Trên đời này có một loại cực hình gọi là vạn tiễn xuyên tim. Giờ phút này, Quý Lăng Xuyên cảm thấy thà rằng cho hắn chịu cực hình đó, cũng không muốn nghe thấy điều này từ miệng Yến Tam Hợp. Đất trời chết lặng. Hắn nửa quỳ nửa ngồi, nửa mặt thống khổ, nửa mặt dữ tợn, có máu tươi trong lòng ồ ạt chảy qua, nhưng bốn kinh tám mạch của hắn đã không cảm giác được đau đớn nữa rồi. Chỉ cảm thấy lạnh, lạnh thấu xương. Hắn bỗng nhiên nhớ đến ngày lão phu nhân Lâm Chung, thuốc cũng không uống được nữa các con cháu đều tụ tập trước giường, chờ bà chút xuống hơi thở cuối cùng. Thế nhưng bà lại chẳng chịu chút đi. Vũ Trần thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đã khom lưng tiến đến bên tai lão phu nhân. Lão phu nhân, người còn có cái gì không bỏ xuống được ư? Người nói ra đi, bọn nhỏ đều ở đây. Lão phu nhân chậm rãi mở mắt, ánh mắt đào qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào trên người của hắn. Nàng yên lặng nhìn một hồi, sau đó run rẩy vươn một tay ra khỏi chăn. Không ai biết bà muốn làm gì, nhưng bàn tay kia đã vươn ra, dừng lại giữa không trung. Hắn là trường tử, đứng ở gần bà nhất, do dự vài cái, chỉ có thể kiên trì tiến lên nắm lấy. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trong năm 10 năm sống trên đời hắn cầm tay lão phu nhân, khô héo gầy gò tựa như rễ cây khô. Trong lòng hắn buồn nôn nói không nên lời, muốn buông ra, nhưng lão phu nhân đột nhiên lại nắm mạnh lấy tay hắn. Trong lòng hắn kinh hãi, vung mạnh. Lúc này lão phu nhân buông xuống thì cũng chậm rãi nhắm lại, chút hơi thở cuối cùng. Quý Lăng Xuyên run rẩy giơ tay lên, đặt ở trước mắt nhìn chằm chằm. Bàn tay lúc cầm bút từng viết chữ, từng được đích mẫu nắm trong lòng bàn tay. Bàn tay này từng sờ đến y bào quý giả của hoàng đế, sờ vào thân thể mơn mởn của nữ nhân, sờ lên gương mặt của con cái yêu quý nhưng chưa từng vươn về phía bà còn bà thì sao có bao nhiêu lần vụng trộm muốn đưa tay tới giống như trước khi bà chết chờ hắn nắm chặt lấy một lần bốp quý lăng xuyên tự tát mạnh mình một cái ta đúng xúc sinh mà một tay này hạ xuống quý lăng xuyên phun ra một ngụm máu người ngã thẳng xuống quý bá bá cậu cả hai giọng nói đồng thời hét lên tạ chi phi nhanh tay tới đỡ lấy bùi tiếu thì liều mạng đi véo người của hắn. Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn, thờ ơ. Trên đời này, thứ vô dụng nhất là ân cần sau khi tâm nguội lạnh, sám hối sau khi người đã chết. Muộn rồi, Quý Lăng Xuyên từ từ tỉnh lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Yến Tam Hợp. Hắn giật giật cổ hỏng, cố gắng nói chuyện, nhưng không phát ra được tiếng nào. Giọng Yến Tam Hợp cũng lạnh lùng. Quý Lăng Xuyên, mẫu thân người Hồ Tam Muội, 68 tuổi không bệnh mà chết, sau khi chết quan tài không khép lại được, tâm ma là một con chó đen. Sau lưng hắc cầu cất giấu hai chuyện xưa, hai tâm niệm, ngô quan nguyệt là một trong số đó, niệm này đã giải. Còn một niệm, là ngươi. Giọng cô khẽ run lên. Niệm này bắt đầu từ lúc ngươi sinh ra, bị đưa đến đích mẫu trương thị thì dần tồn tại, vụ án của trịnh gia phán ngô quan nguyệt là hung thu, niệm này mới chính thức hình thành, mỗi một ngày, mỗi một đêm, thậm chí mỗi một canh giờ, đều đang tra tấn hồ tam muội cho đến lâu ngày niệm thành ma tiền căn hậu quả này ngươi đã hiểu chưa quý lăng xuyên vẫn ngơ ngác như trước không có biểu cảm gì giống như một cái xác không hồn bùi tiếu sốt ruột hét lên cậu cả cậu đã hiểu chưa một hàng nước mắt từ khóe mắt quý lăng xuyên chậm rãi chảy xuống hắn gật gật đầu hiểu là tốt rồi yến tam hợp móc trong ngực ra nửa đoạn hương có lời gì thì đốt hương rồi nói sau Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Quý Lăng Xuyên không nhận lấy hương, mà nắm lấy tay Yến Tam Hợp, giọng càng lúc càng khàn. "Ta, ta, ta, nếu bà tha thứ cho ngươi, trước khi đến địa phủ sẽ vào trong mộng của ngươi, không vào mộng, vậy là duyên phận kiếp này đã đứt, kiếp sau cũng không cần gặp lại." Yến Tam Hợp nhét hương vào trong tay hắn, chậm rãi đứng dậy. Bởi vì ngồi xổm quá lâu, chân đã tê dại, thân thể nàng hơi lảo đảo. Tạ Chi Phi theo bản năng muốn đến đỡ, đưa tay ra mới phát hiện Quý Lăng Xuyên còn dựa vào trong lòng hắn, đành phải khẽ cắn môi nói. Quý bá, thắp hương đi. Quý Lăng Xuyên giờ phút này trong đầu chỉ có bốn chữ. Không cần gặp lại. Kia, trái tim như bị đau cắt, khiến hắn đau đến mức chẳng cầm nổi hương. Hắn mở mịt nhìn tả Chi Phi một cái, dãy dụa ngồi dậy. Đỡ, đỡ ta. Tả Chi Phi và Bùi Tiếu nhìn nhau, cánh tay hai người đồng thời dùng sức, một trái một phải nâng Quý Lăng Xuyên dậy. Hắn đẩy tay hai người ra, sau khi lau nước mắt thì run rẩy đi từng bước về phía Lư Hương. Mỗi bước đi, tim Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu lại đập nhanh hơn. Thân thể vốn cao mất của Quý Lăng Xuyên, càng ngày càng cong, giống như có gánh nặng ngàn cân đè lên người hắn. Nhưng hắn không hề cảm nhận được chút đau đớn nào, giống như gánh nặng ngàn cân kia căn bản không phải đặt ở trên người hắn. Quý Lăng Xuyên đứng lại trước Lư Hương, trong lòng run sợ nhìn Yến Tam Hợp. Khóe miệng Yến Tam Hợp nhếch lên cười gần, đồng thời khẽ gật đầu. Lúc này Quý Lăng Xuyên mới run rẩy vươn tay ra thắp hương. Hương, đốt lên từng tấc một. Quý Lăng Xuyên cắm hương vào lư, quỳ gối xuống đất, không nói gì mà bắt đầu dập đầu. Một cái đập xuống đều kêu rất vang. Máu chảy ra, từng giọt rơi trên viên gạch đá xanh, chảy từ trên mặt hắn xuống, nhìn không khác gì lệ quỷ. Bùi Tiếu thật sự nhìn không được, đánh bạo đi tới khẽ đè bà vai Quý Lăng Xuyên lại. Cậu, đừng dập đầu nữa, nói chuyện đi. Còn gì để nói nữa ư? Thật không có mặt mũi mà nói. Không bằng đốt hắn thành cho bụi đi, vứt vào núi đao biển lửa cũng được, đốt hết da thịt, đốt ra xương máu, dùng dao cạo tim của hắn, nhìn xem thử trái tim kia làm từ cái gì. Đá ư, bùi tiếu nóng này. Nói chuyện đó, nếu không nói thì cẩn thận lão phu nhân không vào mộng của cậu đâu. Không vào mộng ư. Quý lăng xuyên sau khi nghe được ba chữ này, thì sừng sốt một lát, đột nhiên gào khóc. Hắn giống như một đứa bé, tuổi thân ôm hai chân bùi tiếu, vừa khóc, vừa xé tim xé phổi kêu lên. Nương, 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 trở về thăm con một chút đi, người trở về. Người nhất định phải trở về, người nhất định phải trở về. Thăm con, thăm con trai của người trong tiếng la, một trận gió lớn gào thét sông tới. Nén hương cháy hết rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã cháy đến cuối. Lúc còn chút cho hương cuối cùng rơi xuống, bên tai mọi người đều nghe được một tiếng. Kẹt kẹt, chấm. Tim Yến tam hợp trận ngừng đập, trước mắt tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống. Nỗi đau trong tưởng tượng không truyền đến. Yến tam hợp cảm giác mình rơi vào trong lòng một người, hẳn là tạ nhân tinh, người này cách mình gần nhất, cánh tay cũng rất chắc chắn. Lông mi dài của nàng run rẩy vài cái, đang chậm rãi khép lại, bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của tạ nhân tinh. Ngủ đi, ta bảo vệ cho ngươi. Ai cần ngươi bảo vệ? Nàng dùng một chút ý thức tỉnh táo cuối cùng để nghĩ mấy chữ này trong lòng. mươi 175, người đến. Ngay khi Yến Tam Hợp nghĩ thầm ba chữ kia trong lòng thì một con ngựa đã phi nhanh đến. Bắc Tư. Rồi dừng lại một người nhảy xuống ngựa đưa lệnh bài ra cho thị vệ giữ cửa. Dẫn ta đi gặp quý lăng xuyên. Thị vệ nhìn thấy hai chữ. Tần khởi. Trên lệnh bài, lại ngừng đầu nhìn người tới, trong lòng nhảy dựng lên, tay chân lạnh lẽo. Quan chia làm ba bảy loại, thái giám tất nhiên cũng phân cấp bậc, quan trọng nhất có 12 giám, 4 ti, 8 cục, gọi chung là 24 nha môn. Tỷ lễ giám là sở thứ nhất trong 12 giám, cũng đứng đầu 24 nha môn tần khởi là thái giám tùy đường ti lễ giám mặc dù không giống như đại thái giám trưởng ấn dưới một người trên trên vạn người nhưng cũng là người chuyên môn làm việc thay hoàng đế đã trễ thế này hoàng thượng phái người tới gặp quý lăng xuyên chắc chắn là có chuyện gì lớn đây thị vệ vội cung kính nói công công đi theo ta đi trước dẫn đường vâng hai người nhanh chóng xuyên qua hành lang dài đi tới trước cửa lao mục cẩm y vệ trực ban thấy người đến là tần khởi thì sợ tới mức hồn phi phách tán, nghĩ quý lăng xuyên còn ở trong tiểu viện kia chưa về, trong lòng trống rỗng, vội vàng quỳ dạp xuống đất. Tần khởi vừa thấy xích sắt lao mục mở ra, thì biến sắc, đưa tay kéo cửa sắt vội bước xuống. Còn chưa đi đến tận cùng bên trong, thì từ xa đã nhìn thấy cửa hàng rào kia cũng đang mở. Người nào dám thả trọng phạm triều đình, quả thực to gan lớn mật. Tần khởi cơ hồ là chạy như bay tới, tới gần thăm dò. Không đúng, có người ở đây. Người nọ mặc một thân trường sa màu xám trắng, ngồi xếp bằng trên một tấm chiếu cỏ rách nát, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tựa như thần tiên. Tần khởi không khỏi quá sợ hãi. Điện hạ, sao, sao ngài lại ở đây? Đôi mắt đen nhánh của triệu diệp thời giống như biển sâu, nở nụ cười bình thản. Tần khởi, sao ta không thể ở đây? Đại nhân, từ đại nhân, từ đại nhân. Thị vệ vội vã chạy tới, ghé vào tai Từ Lai thì thầm vài câu. Từ Lai mở to mắt. Ngươi nói cái gì, đại nhân, đừng hỏi nữa, mau đi thông báo với vương ra đi, lúc này tần khởi xuất cung, không biết là phúc hay họa đây. Từ Lai đứng lên, đi qua đi lại vài bước rồi dừng lại. Ngươi nói Thái Tôn đang ở trong lao của Quý Lăng Xuyên, còn Quý Lăng Xuyên ở đâu rồi? Tiểu nhân ở chỗ này trông coi, chuyện bên ngoài không biết, vừa rồi cũng là nghe người ta nói. Còn đứng đây làm gì, còn không mau đi hỏi thăm thử. Vâng. Thị vệ chạy đi nhanh như chớp. Từ lai hít sâu mấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ trở lại nửa phút trước. Nửa phút trước, hô hấp của quý thập nhị càng ngày càng yếu, gần như đã gần như là người chế. Hoàng Thái tôn mùi không yên, vất tay áo bỏ đi. Hắn vừa đi, từ lai quyết định thừa dịp quý thập nhị còn thờ thì cắt đứt ngón tay hắn, sau đó đưa tới cho quý lăng xuyên. Lúc này vừa mới chuẩn bị xong, trong cung đã có người tới. Từ lai dùng chân đá quý thập nhị trên đống cỏ khô, cười gần nói. Lúc này ta cũng không tiện động đến ngươi, coi như mạng tên nhóc nhà người còn tốt. Vừa dứt lời, quý thập nhị vốn không còn hơi thở đột nhiên ngồi dậy. Từ lai sợ tới mức hét lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài. Những người chuẩn bị hành hình cũng đều hoảng sợ, toát ra mồ hôi lạnh. Tình huống gì đây? Không phải là cương thi đó chứ? Lúc này, chỉ thấy thi thể kia cúi đầu nhìn tay trái của mình, mắt chợt trừng lớn, sau đó há miệng ha hét lên. Ngón tay của ta đâu, ngón tay của ta đâu rồi? Đau chết ta rồi, hu hu, đau quá. Đây là tình huống gì đây? Mọi người nghe hắn khóc thì ra đầu muốn nứt ra, đồng loạt nhìn qua từ lai. Khuôn mặt từ lai vặn vẹo, mở to hai mắt định nhìn quý thập nhị một lần nữa, nhưng lúc này quý thập nhị đột nhiên ngừng khóc, cũng đang nhìn về phía hắn bốn mắt nhìn nhau từ lai nhìn vào đôi mắt đen ngòm sờ tới mức hồn phi phách tán bèn cướp đường bỏ chạy không hay rồi có cương thi cổng lớn mở ra tả chi phi ôm yến tam hợp từ bên trong đi ra lý bất ngôn nghênh đón đưa ta đi tả chi phi không nhúc nhích hóa niệm xong thì ngất đi lần nào cũng như thế cả sao ừ nguyên nhân gì lý bất ngôn tiến lên đón lên yến tam hợp ngẩng đầu mình cười nói với Tạ Chi Phi. Còn nguyên nhân gì nữa chứ, mệt mỏi quá thôi chứ sao. Tạ Chi Phi nhíu mày. Lần trước nói mệt, hắn tin, người cưỡi ngựa mấy ngày mấy đêm không ngủ có thể không mệt sao. Nhưng lần này, đang định hỏi thêm một câu thì liếc thấy có người lòng như lửa đốt chảy tới, mí mắt không khỏi giật giật. Tam gia, xảy ra chuyện lớn rồi, người trong cung tới, ta phải nhanh chóng đem Quý Lăng xuyên trở về thôi. Ai tới vậy, nghe nói là tần khởi. Tạ chi phi dùng mình. Sao lại là hắn, tam gia đừng hỏi nữa, cái này ta không thể trả lời được. Tạ chi phi vội nắm lấy vai người nọ. Quý lăng xuyên bi thương quá độ, đi không nổi nữa rồi. Để ta cóng, huynh đệ, xin lỗi, nếu liên lụy đến người thì cứ trực tiếp tới tạ phủ tìm ta. Nếu thật sự có ngày đó, thì ta cũng không khách khí. Người nọ phất tay với tạ chi phi. Các người cũng mau đi đi, Nơi này không thể ở lại nữa, đi mau, đi mau." Tạ Chi Phi quyết định rất nhanh. "Minh Đình, thả người xuống, đi." Bùi Tiếu nhìn Quý Lăng xuyên tê liệt nằm trên mặt đất, lại nhìn khuôn mặt nặng nề của Tạ Chi Phi, vội ôm quyền với người nọ. "Cảm ơn huynh đệ." Trong bóng tối, ba người bước đi như bay, chẳng dám dừng lại một khắc nào. Có người từ trong cung tới lúc này, không biết là phúc hay là họa, nhưng có một điểm có thể chắc chắn chuyện bọn họ lén lút đưa quý lăng xuyên ra ngoài e là không giấu được nữa. Cũng may trước đó cầm lệnh bài của thái tứ, lại tìm một lý do không kẽ hở, nếu không thì đúng là đại họa ngập trời. Sau khi ra khỏi cửa, lại không thấy xe ngựa của Hoàng Thái Tôn, Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu lúc này mới đồng thời nghĩ đến triệu diệp thời còn ở trong Bắc Ti. Bùi Tiếu hỏi, làm sao bây giờ, có cần chờ hắn không? Tạ Chi Phi nhìn người trên tay Lý Bất Ngôn, quyết định không đợi bùi tiếu lại hỏi vậy bây giờ chúng ta đi đâu chân thân của chúng ta vẫn còn ở chùa huyền trang kìa tả chi phi do dự một lát nơi này gần phủ thách tứ đến chỗ thái tứ ở tạm một đêm thuận tiện trả lại lệnh bài cho hắn tiện thể tìm hiểu tình hình luôn bùi tiếu lo lắng thái tứ có cho chúng ta vào không dù sao cũng đã liên lụy đến hắn rồi thêm một lần cũng không nhiều hơn tả chi phi ngồi xồm trước mặt lý bất ngôn đặt nàng ấy lên ta cóng. Lý bất ngôn. Còn do dự gì nữa? Tạ chi phi tức giận quát. Công phu của ngươi tốt nhất, còn cần ngươi che chở cho ba chúng ta nữa. Lý bất ngôn là người phân rõ nặng nhẹ, không nói hai lời đặt yến tam hợp lên lưng tạ chi phi, lại thuận tiện hỏi một câu. Thái tứ trong lời các ngươi nói, rốt cuộc là ai? Lão đại của cẩm y vẽ bắc chấn phủ. Tạ chi phi đứng thẳng dậy, nâng người trên lưng lên. Đừng nói nữa, đi mau ba người rẽ qua hai con ngõ nhỏ thì đã đến thái phủ. Bùi tiếu đang muốn bước lên gõ cửa, thì đột nhiên, cảnh cửa kẹt một tiếng mở ra. Người bên trong, người bên ngoài đối diện với nhau, đều cả kinh. Tạ chi phi nở nụ cười. Hơn nửa đêm, tứ ra muốn đi đâu? Thái tứ vươn một ngón tay dài, chỉ thẳng vào tạ chi phi. Tạ tam gia, con bà nó xem ngươi làm chuyện tốt gì nè. mươi 176, đang khóc tạ chi phi nhún nhún vai, tỏ vẻ mình rất vô tội. Thái tứ nhìn thấy hắn như vậy, cơn tức giận không chỗ phát tiết, hắn giọng Lệnh bài đâu, lấy ra đây. Tạ chi phi nhìn bùi tiếu, bùi tiếu vội đưa tay vào ngựa lấy lệnh bài ra đưa cho thái tứ. Thái tứ thu hồi lệnh bài, đang muốn cất bước, tạ chi phi dịch người chắn trước mặt hắn. Gì nữa, mượn một viện tử để nghĩa muội ta nghỉ ngơi một đêm. Còn dám được voi đòi tiên thái tư cũng tức đến độ hộp máu nghĩa mọi người lấy đâu ra hả cha ta nhận ngữ khi đúng lý hợp tình thái tư ngẫm lại số bạc ngẫm lại hoàng thái tôn lại ngẫm lại tả đạo chi ngón tay lại chỉ vào người hắn con bà nó ngươi cũng thật là lao lực nói xong quay đầu lại người đâu quản gia tiến lên lão ra dọn một viện tử sạch sẽ cho tam gia vâng thái tư quay đầu lại sáng mai cút đi cho ta vậy không được Tạ Chi Phi cười đê tiện. Không đợi tứ ra trở về, ta không nỡ đi. Thái tứ cũng lười nói lại. Tiểu tử này là muốn moi tin tức từ trong miệng hắn đây mà. Sao lại tinh danh như vậy chứ? Càng nhìn người trước mặt càng phiền, thái tứ hất người sang bên cạnh rồi xoay người lên ngựa. Tả Chi Phi nháy mắt với Bùi Tiếu và Lý Bất Ngôn, ba người nhanh nhẹn đi vào trong phủ thái tứ. Viện tử quả thật rất sạch sẽ, chăn đệm gì đó đều là đồ mới lý bất Ngôn vội trải giường đỡ yến tam hợp nằm xuống lại hạ màn xuống hai vị gia cũng nghỉ ngơi đi tiểu thư có ta trông coi là được rồi tả chi phi lo lắng cho tình hình phía bên triệu diệt thời bùi tiếu lo lắng cho sống chết của quý thập nhị hai người liếc nhau một trước một sau rời khỏi xương phòng trong phòng rất một ngạt lý bất Ngôn mở cửa sổ ra lại lấy một thùng nước từ giếng trong sân lên nhúng khăn vào nước vắt khô cười vạt áo yến tam hợp ra từng chốt lau mặt và cổ cho nàng. Tam hợp, tâm ma của quý lão phu nhân xem như đã giải xong, ngươi giải tốt quá, ta ở ngoài cửa nghe mà phát khóc, ta nhớ mẫu thân ta. Ngón tay lý bất ngôn vuốt ve mặt mày yến tam hợp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngủ đi, có ta trông coi có ngươi, sẽ không ai sẽ tới quấy giày giấc mộng của ngươi đâu, ngủ nhiều một chút thì có thể mơ nhiều một chút. Người sống, dù sao cũng phải tìm gốc rễ, không nguồn gốc thì chẳng khác gì cô hồn giá quỷ. Mỗi một chữ của Lý Bất Ngôn, Yến Tam Hợp đều nghe rõ ràng, nhưng giờ phút này cô vừa mệt vừa mỏi, mí mắt nặng ngàn cân, ngủ thật say. Cũng không biết ngủ bao lâu, Yến Tam Hợp chợt ngồi bật dậy, sau khi thờ hồn hển hai hơi, thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Đây là khuê phòng của một cô nương. Tấm màn màu vàng phấn, có tua rua, lắc lư theo gió đêm. Có một chiếc cổ cầm đặt đứng ở trong góc, gương đồng đặt ở trên bàn trang điểm, có ánh nắng chiếu vào ô cửa. Trên người là một chiếc chăn gấm mỏng, chất liệu tơ lụa trơn nhẵn, xúc cảm không kém chăn tạ phủ đắp nhiều lắm. Yến Tam hợp sốc chăn mỏng lên, đi tới trước cửa sổ, vừa muốn đẩy cửa sổ ra thì tầm mắt đã bị một chiếc bàn sách nho nhỏ bên cạnh hấp dẫn. Trên bàn đọc sách có một chồng sách, một nghiên mực, một cây bút lông, phía dưới là chặn giấy đè lên mấy tờ giấy. Yến Tam Hợp muốn thấy rõ trên tờ giấy kia viết cái gì, thế nhưng lại chẳng thấy rõ chữ nào sốt ruột đến toát hồ hôi lạnh đúng lúc này nàng đột nhiên cảm thấy không khí nóng rực phả vào mặt yến tam hợp đẩy mảnh cửa sổ ra không khỏi quá sợ hãi xa xa lửa lớn đầy trời đang hừng hực thiêu đốt cháy rồi cô vội mang đến một cái ghế dẫm lên dứt khoát nhảy khỏi cửa sổ ra ngoài lúc rơi xuống đất không đứng vững bèn ngã nhào giày thiêu cũng bay ra nàng dùng cả tay lẫn chân bò dậy cứ như vậy đi chân trần tới mở cửa viện cửa viện chốt lại nàng phải kiễm mũi chân mới với tới cửa trượt một cái cửa chính mở ra ánh mắt yến tam hợp đảo qua cảm giác trái tim mình cắm vào một con dao găm lạnh như băng trong phút chốc đã ngừng đập rất nhiều người mặc áo đen trong tay cầm đao sáng loáng tay vùng đao vừa rơi xuống thì lại có đầu người rơi xuống đất Yến Tam hợp sở tới mức hai chân run rẩy, hai tay bịt miệng mình lại, không dám phát ra một tiếng. Đúng lúc này, có hai người một lớn một nhỏ chạy về phía nàng. Mau, mau đi đánh thức muội muội và nương của con đi. Cha, vậy còn cha, mặc kệ ta, mau đi, mau đi đi. Vừa dứt lời, mấy người mặc áo đen từ trên trời giáng xuống, nam tử mang theo trường kiếm, đánh lại đám người áo đen. Thiếu niên chạy ra vài bước, quay đầu nhìn rồi lại chạy trở về. Cha, con tới giúp cha, con. Nam tử ngăn đao của người mặc áo đen, giận dữ quát. Chạy mau, chạy mau đi, nhi tử. Còn có thể trốn đi đâu đây? Người mặc áo đen đã sớm chặn đường đi của thiếu niên, thiếu niên kia nhấc kiếm lên, không chút sợ hãi lên minh chiến. Trong lòng Yến Tam hợp dâng lên sự tuyệt vọng như rời núi lấp biển. Căn bản không phải là đối thủ đao pháp của những người mặc áo đen kia quả thực xuất quỷ nhập thần, chỉ mấy hiệp, đã một đao đâm thủng lồng ngực mỏng manh của thiếu niên, máu phun ra. Con trai, nam nhân giống đến xé tim xé phổi. Yến tam hợp cả kinh đồng tử co rụt lại, khàn cả giọng kêu to. Ca ca, giọng nói bị một bàn tay lớn che lại. Tiểu thư, mau xuống đường ngầm, mau. Người nọ nó nói xong câu này, đã kéo Yến tam hợp đi vào trong bóng tối. Ta không đi ta không đi, ngươi đi cứu bọn họ, ngươi mau đi cứu bọn họ, ta van cầu ngươi đi cứu bọn họ. Yến Tam hợp liều mạng dãy rủa, lệ rơi đầy mặt, sự đau đớn trong lòng gần như muốn đánh tan thân thể cô thành bột mịn. Ngươi mơ thấy gì mà lại khóc như vậy? Lý bất ngôn vội vàng cầm lấy khăn ướt, vén tóc Yến Tam hợp ra, giúp nàng lau nước mắt. Đúng lúc này, rèm vén lên. Lý bất ngôn. Tả chi phi xông vào, ngây ngẩn cả người nàng ấy làm sao vậy? không có gì. Lý bất ngôn nhanh chóng buông rèm xuống. không có gì là sao? nàng ấy đang khóc mà. Tả chi phi đi tới muốn xem thử thì bị Lý bất ngôn chặn lại. Tam gia, cái gọi là hóa niệm giải ma là muốn trải nghiệm hết vui buồn ly hợp cả đời này của hồ tam muội. tiểu thư ta là đau lòng cho hồ tam muội thôi. Lý bất ngôn che giấu hết sức tự nhiên. Tam gia gấp gáp như vậy là có việc gì sao? bị hỏi chính sự tạ chi phi vội nói ta và minh đình có việc muốn ra ngoài một chút ngươi và yến tam hợp ở trong viện nghỉ ngơi chờ chúng ta trở về yên tâm lý bất ngôn nói yên tâm tạ tam gia đúng là không yên lòng lại dặn dò một lần đừng đi đâu cả cũng đừng chạy lung tung yên một trăm cái tâm đi lý bất ngôn vỗ vỗ ngực kiên định tin tưởng ta không sai đâu chấm tạ chi phi lúc này mới xoay người rời đi một chân vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa hắn lại quay người lại. Lý bất ngôn cả kinh, còn có việc gì à? Tạ Chi Phi im lặng một lúc rồi nó. Chờ nàng ấy tỉnh, người nói với nàng một câu, nói gì, giận hại thân, buồn hại tâm, trái tim chỉ to bằng nắm đấm thôi, đừng chứa nhiều thứ quá làm gì. Dèm châu vừa lung lay, thì đã không thấy bóng dáng tam gia. Lý bất ngôn khoanh tay, lắc đầu, cười nhạt. Nói chớ, tam gia mà đứng đắn lên nhìn cũng thật đẹp trai. Sau mỗi giấc, cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 177, Hoàng đế. Tả Chi Phi ra khỏi viện, phát hiện có mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Bùi tiếu tiến lên đón hắn. Đã dặn dò xong hết rồi ư. Tả Chi Phi. Dặn rồi. Bùi tiếu. Đồng ý chưa? Tả Chi Phi. Vỗ ngực đồng ý rồi. Bùi tiếu gật đầu một cái. Vậy đi thôi. Hai người đi ra thái phủ, trực tiếp lên một chiếc xe ngựa dừng ở cửa. Thẩm trùng đã ở trong xe chờ. Xe ngựa chạy băng băng trên con đường lát đá xanh không một bóng người, thẩm trùng vội đè giọng nói. Hai vị gia, Điện Hạ bị gọi vào trong cung, người cùng bị gọi đi, còn có thái tứ. Tả chi phi. Quý lăng xuyên đâu? Thẩm trùng. Hắn còn ở trong lao. Tả chi phi. Có nghe tần khởi hỏi quý lăng xuyên gì không? Thẩm trùng lắc đầu. Tả chi phi nhíu mày. Vậy nửa đêm tần khởi đến Bắc Tư làm gì? Không phải không nghe ngóng được, là quý lang xuyên giống như ngây dại, ánh mắt nhìn thẳng, hỏi gì hắn cũng ngơ ra, véo hắn cũng không kêu đau. Thẩm trùng lo lắng. Tam gia, Yến cô nương làm gì hắn vậy? Tạ chi phi. Không có gì, chỉ là giải tâm ma cho lão phu nhân thôi. Thẩm trùng. Vậy một nửa tâm ma của quý phủ lão phu nhân rốt cuộc là cái gì? Chuyện đó sao có thể cho ngươi biết được? Ánh mắt Tạ Chi Phi khẽ lướt qua Bùi Tiếu. Bùi Tiếu lúc này khịt mũi khinh thường nói: Ngươi có thời gian nghĩ cái này không bằng ngẫm lại chuyến đi này của Điện Hạ nhà ngươi là phúc hay họa đi. Phía bên Thái Tử Tạ Chi Phi bất động thanh sắc nói: Có kinh động đến không? Thẩm Trung vội nói: Không dám thông báo, nhưng khi trời sáng thì e là không giấu được. Trong xe ngựa một ngạt. Tạ Chi Phi hơi gật đầu, cởi nút cổ áo ra. Không biết tâm tư của Hoàng thượng thế nào đây. Bùi tiếu. Theo lý mà nói, tâm ma của lão phu nhân đã được giải, quý gia hẳn là xoay chuyển rồi. Thẩm trùng vừa nghe hắn nói cái này, vội nói. Đúng rồi bùi gia, quý thập nhị sống lại rồi. Bùi tiếu run giọng nói. Thật sao? Thẩm trùng. Nghe nói làm từ lai giật mình, tưởng là xác chết vùng dậy chứ. Mí mắt bùi tiếu giật giật, ánh mắt có chút kinh hoàng nhìn về phía tả chi phi. Tả chi phi biết hắn kinh hoàng cái gì, lão phu nhân nhà ta cũng như vậy, thắp hương xong thì ngồi dậy vui vẻ. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Bùi tiếu nghe thế thì ra đầu tê dại, thân thể dựa vào tả chi phi. Tả chi phi cực kỳ trầm ồn nói. Thẩm trùng, tình hình bây giờ là một động không bằng một tĩnh. Ý của tam gia là gì? Tâm mà của lão phu nhân đã hóa giải, nhưng chuyện của quý gia còn chưa kết thúc, không bằng chúng ta thứ nhìn xem có một số việc là linh hay là không linh thầm trùng còn chưa mở miệng, Bùi Tiếu đoạt trước. Ngươi đến bây giờ vậy mà còn không tin yến tam hợp sao? Không phải không tin, đôi mắt sâu thẳm của Tạ Chi Phi trầm xuống. Là bây giờ chúng ta căn bản không có cách nào tìm hiểu thêm tin tức, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào nàng ta. Mục đích đêm khuya hoàng thượng phái tần đến gặp Quý Lăng Xuyên là gì? Không biết. Hoàng thượng sẽ xử trí Triệu Hoài Nhân như thế nào? Không biết. Hoàng thượng có phái người điều tra rõ việc này hay không? Không biết. Điều chúng ta hiện tại có thể làm, là lái xe ngựa tới cửa cung, chờ hoài nhân đi ra ngoài. Tạ Chi Phi quét mắt nhìn thầm trùng. Chủ tử ngươi có thể không nói một lời đi cùng tần khởi, ta đoán trong lòng hắn đã có kế sách ứng đối. Triệu diệt thời đi từ cửa đông vào cấm thành, đi về phía bắc, đi được một khắc đồng hồ thì đã có nội thị ra nguyên đón. Điện hạ, hoàng thượng đang ở cung Yến An. Cung Yến An là tầm cung của hoàng đế. Vĩnh hòa đế tuổi tác dần lớn, mấy chuyện tình sự nhi nữ phai nhạt không ít, trong một tháng có nửa tháng nghỉ ngơi ở chỗ này, lúc có hứng thú thì mới cách phi tần hậu cung đến một chút. Triệu diệt thời theo tiểu nội thị đi tới cửa cung Yến An, chỉnh lại dung mạo, mới gật đầu với nội thị đang trực trong điện. Nội thị vội vàng đi thông báo, một lát sau, lại vội vàng đi ra. Điện hạ, hoàng thượng cho ngài đi vào. Triệu diệt thời hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào trong điện. Giờ phút này đã là đêm khuya, ngọn nến ngoài điện đã tắt hơn phân nửa, trong điện còn giữ lại mấy chén nến. Triệu Diệp thời vội vàng liếc mắt một cái, phát hiện trên long sàng không có bóng người, ngực không khỏi run lên một hồi, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, mới thấy được người bên cửa sổ. Hắn bước nhanh về phía trước, nhấc áo lên quỳ xuống đất hành lễ. Cháu trai thỉnh an hoàng gia gia, thái tôn thật to gan nhỉ. Giọng hắn trầm mà sắc bén, triệu diệp thời vốn đang đứng thẳng lại cúi xuống. Tôn Nhi đáng tội chết, xin hoàng gia ra, ra trách phạt. Hoàng đế chắp tay sau lưng, không nói một lời. Trong điện lập tức yên lặng, ngoại trừ tiếng hít thở của hai ông cháu thì không còn âm thanh gì khác. Hồi lâu, hoàng đế chậm rãi xoay người, phất tay áo một cái, không nhìn Triệu Diệp Thời mà tự mình đi tới long sàng. Thái giám thân cận nghiêm như hiền tiến lên hầu hạ thay quần áo. Lúc buông màn che xuống, hắn nhìn Triệu Diệp Thời một cái, nhẹ giọng nói: Hoàng thượng, Thái Tôn Điện Hạ, bắt hắn quỳ xuống, vâng. Nghiêm như hiền không dám nhiều lời, bước nhanh rời khỏi nội điện, phất phất tay với các tiểu nội thị đang trực, ý bảo bọn họ đi xa một chút. Tuy là tháng năm thời tiết rất nóng, nhưng gạch vàng dưới gối vẫn lạnh thấu xương. Triệu diệt thời đứng thẳng dậy, thân thể ngồi về phía sau, xếp bằng hai chân. Hoàng đế ngủ một giấc, chưa đến hai ba canh giờ thì sẽ không tỉnh lại, đây là cách lười biếng tốt nhất, hắn còn có thể thuận tiện ngủ gật. Nhưng hôm nay hoàng đế không muốn để cho đứa cháu trai lười biếng. Ngươi quỳ sát lại đây. Triệu diệt thời vội vàng đứng lên, quỳ xuống trước long sàng, trong lòng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. Hôm nay là năm thứ nhất quý phủ lão phu nhân qua âm thọ, Minh đỉnh cầu xin con, con cảm động vì lòng hiếu thảo của hắn, nên đã âm thầm giúp đỡ. Giúp đỡ vào tù sao, là cháu không biết chừng mực. Triệu diệt thời cúi đầu, lại dường như không phục lắm. Hoàng gia gia từ nhỏ dạy dỗ cháu rằng, làm người thì phải đặt chữ hiếu lên đầu, kẻ không hiếu thảo thì trời thần đều ghét bỏ. Hắn mang họ bùi, không phải họ quý, ngàn dặm xa xôi từ Nam Ninh chạy về, là không muốn để cho bà ngoại hắn cho rằng con cháu quý gia đều quên bà. Lòng hiếu thảo này, trời đất chứng giám, cho nên cháu mới mạo hiểm làm việc này. Hắn vì hiếu thảo, chấm có thể không phạt hắn. Giọng dày trầm từ trong màn vọng ra. Nhưng ngươi, chấm muốn phạt, không chỉ muốn phạt, còn muốn phạt nặng, ngươi có biết vì sao không? Đáy lòng triệu diệt thời âm thầm kinh hãi. Ngươi là quân, hắn là thần, quân lại mạo hiểm vì thần, đây là một trọng tội, không tôn trọng quốc pháp, luật lệ, đây là trọng tội thứ hai, còn trọng tội thứ ba. Màn che vén lên, lộ ra đôi mắt đen lạnh như băng của hoàng đế. Ngươi có biết là cái gì không? Triệu diệt thời nghiến răng, lắc đầu. Là ngu hiếu. Ba chữ, khiến triệu diệp thời toát mồ hôi lạnh, vội biện bạch. Hoàng gia gia, cháu, ngươi nên học theo phụ thân ngươi đi, hộ bộ bị hắn xử lý thành như vậy, còn có thể không quan tâm, thản nhiên mà sống. Hoàng đế khịt mũi khinh thường một tiếng. Hiền danh của đông cung thái tử, đúng là người người ca tụng nhỉ. Một luồng khí lạnh từ dưới chân vọt lên. Khắp người triệu diệt thời đều đông thành băng, không thể tin được lỗ tai của mình lại nghe được câu này. chương 178, bảy tắc điểm yếu. Có nước mắt từ trong hốc mắt Hoàng Thái Tôn Triệu Diệp thời rơi xuống. Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống vài cái, nghẹn ngào nói: "Hoàng gia gia, ngu hiếu cũng là hiếu, đông cung như thế nào, thần không dám nói đến, nhưng phụ thân là người thế nào thì kẻ làm con như cháu cũng phải ra mặt dùng người." Ngươi còn muốn giải thích cho hắn? "Vâng, chấm cũng muốn nghe thử, xem người biện bạch như thế nào." Triệu Diệp thời quỳ đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nói. Quý lăng xuyên dám tham ô, là bởi vì trương gia, trương gia dám tùy ý làm bậy, là ỷ vào một thái tử phi. Ánh mắt sắc lạnh hiện lên trong mắt hoàng đế, hắn khịt mũi khinh thường. Mẫu thân ở sâu trong nội trạch, mỗi ngày ở trong phủ chỉ lo chuyện kim chỉ, thưởng thức hoa cỏ, cũng không hỏi nhiều một câu việc ở trong triều đình, trong chuyện của trương gia, quý gia, bà là người vô tội nhất. Triệu diệt thời, phụ thân chấp trường hộ bộ, dùng quý lăng xuyên, thứ nhất là tin tưởng năng lực người này, có thể quản lý tốt thủy vận, thứ hai là nể mặt mẫu thân, lại không muốn. Hắn dừng một chút, lại nói. Dùng người không tốt, không cha gió, là phụ thân thất trách. Theo lý, ông ấy hẳn phải dâng thư với bệ hạ, xin bệ hạ nghiêm khắc xử phạt, quý gia cũng thế, trương gia cũng vậy, không được tha cho bên nào cả, như thế mới không phụ hoàng ân. Nhưng kể từ đó, phía bên mẫu là núi băng đất lở, họ kết tóc phu thê hơn 20 năm, tương cứu trong lúc hoạn nạn, nếu phụ thân dâng tấu sớ này lên, tuy không làm hoàng ân thất vọng, không làm thiên hạ thất vọng, nhưng lại làm mẫu thân thất vọng. Cổ nhân nói trung hiếu không thể lưỡng toàn, phụ thân ở giữa quý lăng xuyên, hoàng và thê tử kết tóc không thể lưỡng toàn. Nói tới đây, triệu diệp thời thở dài một tiếng thật sâu. Hoàng gia gia luôn nói, phụ thân có khí phách thư sinh quá nặng, trước kia cháu còn không tin, bây giờ thì lại là tin, kẻ làm quân, chuyện nhi nữ tình trường là nhỏ, quốc gia thiên hạ là lớn cháu cũng thử khuyên nhủ một hồi, phụ thân nghe xong chỉ nói với cháu một câu. Trương gia cũng vậy, quý gia cũng thế, nói cho cùng vẫn là do ta dùng người không tốt, kẻ nên bị phạt nhất chính là ta, ta còn mặt mũi nào dâng thư bể hạ, thỉnh cầu tha thứ chứ. Hoàng gia gia, phụ thân cũng không phải bận tâm đến hiền danh, mà là đang chờ ngài xử phạt. Nói xong, triệu diệp thời cúi người bái xuống. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, thật lâu sau, lắc đầu, nói ngươi ra bên ngoài quỳ đi. Triệu Diệp thời không nhúc nhích. Cháu còn có một lời muốn nói. Nói đi, chuyện hôm nay, Minh Đình cũng thế, Thái Tứ cũng vậy. Nói cho cùng là cháu ỷ vào sự sủng ái của Hoàng gia gia mà lớn mật làm việc, nên xin được khoan dung. Cút ra ngoài. Hoàng đế vỗ mép giường, đột nhiên nổi giận. Triệu Diệp thời lau nước mắt, khom người lui ra ngoài, lại quỳ xuống trước cửa. Nghiêm như hiền vội vàng nhìn hắn một cái, vội vàng đi vào trong điện hầu hạ hoàng đế trên mặt tức giận đôi mắt hồ hung hăng nhìn chằm chằm cánh cửa kia nước ngầm trong mắt bắt đầu khởi động nghiêm như hiền tiến lên nói bệ hạ về đêm rồi nghỉ ngơi đi hoàng đế khịt mũi khinh thường nghiêm như hiền đổ trà lạnh rót thêm chút nước ấm vào chung trà bệ hạ nhuận giọng đi đừng giận quá mà làm hại sức khỏe hoàng đế đột nhiên đưa tay ra chỉ vào cánh cửa bên kia sao chấm lại dậy ra một người như vậy lòng giả thâm hiểm nghiêm như hiền nửa chữ cũng nói không nên lời. Cũng không phải là lòng giả thâm hiểm, mà chọn chúng điểm yếu của bệ hạ để đánh vào. Lúc tiên đế còn sống, kinh trọng nhất với tiên hoàng hậu, tiên hoàng hậu vừa đi, tiên đế cực kỳ bi thương, bảy ngày không vào chiều. Bệ hạ thừa kế ngôi vị, mọi việc đều noi theo tiên đế, nữ tử hậu cung có nhiều hơn nữa thì cũng tuyệt đối không lạnh nhạt với hoàng hậu, mùng 1, 15 trước giờ vẫn nghỉ ngơi ở trong điện hoàng hậu. Năm xưa, nhà ngoại của hoàng hậu cũng phạm phải chút sai lầm bệ hạ cũng đứng ra bảo vệ lời của thái tôn là đang nhắc nhở bệ hạ thái tử là đang noi theo ngài đi gọi thái tứ tới nghiêm như hiền vội hoàn hồn vâng thái tứ chỉnh sửa áo bảo đi theo phía sau nghiêm như hiền vào nội điện hắn không dám liếc ngó đi tới trước giường quỳ xuống đất hành lễ thần bái kiến bệ hạ hoàng đế không để cho hắn đứng dậy chuyện thà quý lăng xuyên ra là ngươi đồng ý sao? Thái tư đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, vội nói. Bẩm bệ hạ, thần nề tình sự hiếu thảo của bùi đại nhân. Thần sai rồi, xin bệ hạ trách phạt. Hừ. Hoàng đế khịt mũi khinh thường. Thần đáng tội chết. Thái tứ phủ phục trên mặt đất, móc mấy tấm ngân phiếu trong tay áo ra. Đây là cái giá mà bùi đại nhân cho thần, thần không nên nhận, thần có tội. Khóe miệng hoàng đế nhếch lên, sự tức giận trên mặt lại tản đi một ít. Mười người làm quan thì hết chín người có lòng tham, tham không đáng sợ, đáng sợ chính là có lòng khác. Vị trí của tên quý lăng xuyên kia, đổi lại ai cũng sẽ không trong sạch, vấn đề là bao nhiêu mà thôi, hắn động quý lăng xuyên, nhưng lại muốn gõ vào thái tử. Chấm nghe nói, mấy ngày nay người đến người đi ở Bắc Ti các ngươi rất náo nhiệt nhỉ. Thái tứ vội đứng thẳng dậy, lại lấy ra một tờ giấy, dùng hai tay dâng lên bẩm bệ hạ, người ra vào, thời gian ra vào, ở trong lao bao lâu. Tất cả đều ở trên tờ giấy này. Vĩnh Hòa Đế nhận lấy giấy, hờ hững nhìn lướt qua, nhíu mày. Trên tờ giấy này, cháu trai hắn ra vào ba lần, một lần trong ngày quý ra vào tù, một lần quý phủ cửu cô nương treo cổ. Và ngày hôm nay, ra vào nhiều nhất là hình bộ thị lang từ lai. Từ lai rất quan tâm đến vụ án này ư. Thái tư đánh bạo nhìn thần sắc hoàng đế, nhẹ giọng nói bởi vì vụ án này do lục đại nhân làm chủ, tam ti làm phụ, từ đại nhân cực kỳ chuyên nghiệp, ba tháng này đã quen thuộc với chúng ta luôn rồi. Hoàng đế lại khịt mũi khinh thường, thái tứ sợ tới mức vội vàng ngã sắp xuống đất. Nghiêm như hiền ở một bên cũng khom lưng thấp hơn, che miệng cười gần. Cẩm y vệ phân thành hai ti bắc nam, chủ tử chỉ có một người, đó chính là thiên tử không giận tự uy trước mắt này. Từ lai đang ở hình bộ, tay lại vươn vào bắc tư, không phải là chủ tử sau lưng từ lai đang đặt chủ ý lên bắc tư sao. Nghiêm như hiền thầm lắc đầu, thở dài một tiếng. Vẫn là nóng vội quá. Trong xe ngựa, theo thời gian trôi dần, sự kiên nhẫn của tả tam gia cũng dần mất đi. Suốt một đêm, Hoàng Thái Tôn và Thái Tứ đều không ra khỏi cung. Trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tam gia ngáp một cái, đá đá bùi tiếu. Lấy ngũ đế tiền trên người ngươi và kinh kim cang ra đây đi làm gì bùi tiếu hai con mắt xanh đen dáng vẻ miệt mài quá độ cầu xin bồ tát giúp hoài nhân vô dụng thôi tại sao bùi tiếu kiên trì nói thật thực ra còn chưa khai quang tạ chi phi khẽ cắn môi bây giờ ta giết chết thằng cháu này thì có kịp không đang nghĩ ngợi thì bên tai truyền đến tiếng mở cửa nặng nề vừa vén rèm lên đã thấy có người từ bên trong đi ra nghiêm như hiền sao lại là hắn tim tạ chi phi đập nhanh, ánh mắt nhìn bùi tiếu. Bùi tiếu vỗ vỗ hắn. Người ở trên xe, ta và thẩm trùng mặt dày đi hỏi một câu. Hai người nhảy xuống xe, vội chạy tới. Nghiêm như hiền vừa thấy hai người này, hai lỗ mũi hướng lên trời, coi như không nhìn thấy. Bùi tiếu cười cười. Nghiêm công công suất cung sớm như vậy, vất vả ghê nơi. Đúng rồi, Thái Tôn Điện Hạ đâu? mươi 179, kêu rồi thần sắc nghiêm như hiền kiêu căng, không thèm liếc bùi tiếu một cái, tay chỉ vào thẩm trùng. Thái Tôn còn phải ở lại trong cung mấy ngày, người hồi phụ lấy cho Thái Tôn mấy bộ quần áo thay đi. Thẩm trùng vừa định, hả, một tiếng, thì bùi tiếu đã cướp lời. Nghiêm công công, hai bộ, hay là năm sáu bộ, ngài cho một con số chính xác đi. Đừng có liều mạng hỏi thăm, đây là thứ mà ngươi có thể hỏi thăm sao. Nghiêm như hiền lạnh lùng nhìn bùi tiếu một cái, đỡ tay tiểu nội thị lên xe ngựa nghênh ngang rời đi. Tên thái giám chết tiệt. Bùi tiếu cúi đầu mắng một tiếng, xoay người lại lên xe ngựa, nói lại hết không bỏ chữ nào cho tả chi phi nghe. Tả chi phi suy nghĩ một lát, nói. Đã như vậy thì chúng ta hãy chia nhau hành động, Minh Đình ngươi đi canh cửa Bắc Ti, ta đi đón Yến Tam Hợp, thẩm trùng về phụ thái tử lấy quần áo. Thái phủ, tiểu viện, Yến Tam Hợp mở to mắt, nhìn đỉnh màn, cô từng tưởng tượng quá khứ của mình rất nhiều lần nhưng không ngờ lại là quá khứ thảm thiết như thế thảm thiết đến mức cô chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng trong mộng thì đã đau lòng không thôi thật lâu sau cô nặng nề thở ra một hơi lý bất môn đang ngủ trên ghế mây chợt bừng tỉnh dùng tay xoa xoa mặt đi tới giữa mép giường ngồi xuống mơ thấy cái gì vậy yến tam hợp nhìn qua nàng ngươi nói đúng rồi ta quả thực là con gái nhà giàu màn che chăn gấm, đàn cổ, sách, giấy, không phải thứ mà một gia đình bình thường có thể dùng được. Sau đó thì sao, người hay ăn hiếp ta, hắn là ca-ca ta. Yến Tam hợp kể lại hết những chuyện trong mơ cho Lý Bất Môn nghe. Đợi nàng nói xong, Lý Bất Môn hít sâu một hơi, hơn nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại. Khó trách nàng nhìn thấy chu giá táng thân trong biển lửa, lại liều mạng gào thét dẫy rủa, thậm chí cũng muốn nhảy vào trong lửa khó trách cô lại khóc dữ dội trong mơ như vậy. Thì ra người thân của cô cũng không được cái chết tử tế. Ai cứu ngươi, ngươi có nhìn rõ không? Không có. Yến Tam Hợp ngồi dậy tựa đầu vào vai Lý Bất Ngôn, cả người đã hoàn toàn yếu xìu. Lý Bất Ngôn vỗ nhẹ lưng nàng. Đừng nhụt chí, người mặc áo đen, giết chóc, lửa lớn. Đây tuyệt đối không phải là việc nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, sau đó tính toán xem nên bắt đầu điều tra chuyện này từ đâu. Không nói. Giọng Yến Tam Hợp có hơi run dày. Ta từng nói với Quý Lăng Xuyên, chân tướng càng đào sâu thì lại càng tàn nhẫn. Ừ, ngươi có nói. Lời này ta nói ra nhẹ nhàng, bây giờ khi rơi xuống trên đầu mình thì có hơi chịu không nổi. Không chịu nổi cái gì. Tạ Chi Phi mang theo hơi ẩm ướt đi tới. Lý Bất Môn đứng lên dùng thân thể ngăn chở Yến Tam Hợp, mỉm cười với Tạ Chi Phi. Tam gia thật đúng là không coi mình là người ngoài đi ra đi vào thì tốt xấu gì cũng phải kêu một tiếng chứ. Ta có kêu rồi. Tam gia tuổi thân. Ở bên ngoài kêu hai tiếng rồi mà các ngươi không có động tĩnh gì cả. Chủ tớ hai người cả kinh. Hắn ở bên ngoài kêu hai tiếng, có nghĩa là đã đứng được một lúc rồi. Ngươi nghe được gì rồi? Giọng yến tam hợp vừa khàn vừa trầm, còn mang theo giọng mũi, giống như là bị cái gì đó nghiền qua. Tả chi phi nhíu mày chỉ nghe thấy một câu, có chút không chịu nổi, yến tam hợp, người chịu không nổi cái gì thế? Chịu không nổi ngươi hở chút là chạy vào trong phòng ta. Yến tam hợp nghiêm mặt, thấp giọng nói. Đi ra ngoài. Ra mặt tạ chi phi, dùng tường thành để hình dung thì có hơi xỉ nhục tường thành rồi. Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong nhỏ, tỏ vẻ hết sức quang minh lỗi lạc. Ta đi vào là muốn nói với ngươi một tiếng, Thái Tôn tiến cùng một đêm nhưng không có tin tức gì truyền ra, Quý gia bên kia không biết phúc hỏa thế nào, Yến Tam hợp ta thấy không yên á. Còn á? À, chấm hỏi. Hắn là đang làm nũng với ai thế? Yến Tam hợp hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, là phúc, không phải họa, gắn tâm vào bụng lại đi. Giọng nguy bị làm sao vậy? Tạ Chi Phi nhẹ nhàng đầy lý bất ngôn sang bên cạnh. Sao lại khàn như vậy? Yến Tam hợp hắng giọng. Không có chuyện gì to tất cả. Tạ Chi Phi quay đầu nhìn Lý Bất Môn. Lời ta dặn, người đã nói chưa? Nói cái gì? Lý Bất Môn sừng sốt, tiếp theo lại. À. Lên một tiếng, dường như đã nhớ ra. Lúc tiểu thư hôn mê, Tam gia bảo ta truyền lời, nói giận dữ hại thân, đau lòng hại tâm, trái tim chỉ nhỏ như nắm đấm thôi nên đừng chứa nhiều thứ quá. Yến Tam Hợp không hiểu vì sao đang yên đang lành mà Tạ Chi Phi lại nói câu đó, trong lòng phỏng đoán hẳn là có tiền căn hậu quả. Lý bất ngôn nhanh trí nói. Xem đi, tiểu thư nhà ta cảm động đến mức nói không nên lời rồi kia, ta thay mặt người cảm ơn Tam gia. Tam gia nheo mắt lại, nhìn Yến Tam hợp. Nếu thật sự cảm động, thì nói cho ta biết, người chịu không nổi cái gì đi. Chuyện này có thôi không đi hả? Yến Tam hợp nhướng mày, đang muốn giận dỗi đáp lại thì chợt nghe ngoài viện truyền đến một tiếng hô. Tả ta Tam gia. Tả ta Tam gia xoay người đi ra ngoài, không dừng lại một khắc nào. Yến Tam hợp thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy giọng này rất xa lạ. Ai? Lý bất ngôn. Hình như là chủ nhân của tòa nhà này. Yến Tam hợp lúc này mới phát hiện gian phòng không đúng. Nơi này không phải tả phủ. Lý bất ngôn nhún vai. Chân thân ở chùa Huyền Trang, không về được tả phủ, nơi này là nhà của bác ti lão đại thái tứ. Thái tứ giờ phút này đang chống nảnh đứng ở trong viện, thấy tả tam gia vô cùng lo lắng chạy ra, thì trên mặt không khỏi mang theo chút tức giận. Tả Tam Gia vừa nhìn gương mặt này của hắn thì trái tim đã trầm xuống, bước chân cũng chậm lại. Đi tới gần, hắn cắn môi dưới trước, hỏi. Tình hình không tốt sao? Thái tư đánh vào ngực tả tam ra một cái. Tên nhóc nhà ngươi coi như may mắn đấy. Chết tiệt. Lực tay của tên thái giám chết tiệt mạnh quá. Tả tam gia chẳng buồn kêu đau. Mau nói xem may mắn thế nào đi. Vừa rồi nghiêm như hiền đến bác tư tuyên chỉ, quý gia không sao rồi. Không sao là sao? Trên mặt tả tam gia lộ ra vẻ khó tin. Quý lăng xuyên được phục chức quan sao? Tam gia nói mớ hả? Tham ô nhiều bạc như vậy, còn có thể phục chức quan. Thái tứ cười gần. Xét nhà, nạp tài sản vào quốc khố, quý lăng xuyên bị phạt đánh 80 trượng, lưu đày đến phủ Nam Ninh, những người còn lại đều phóng thích. Phủ Nam Ninh ư, đây là duyên phận chó má gì thế? Khóe mắt tả chi phi giật giật, hỏi. Hết rồi ư, ừ, tam gia còn muốn thế nào nữa? Thái tứ chừng mắt nhìn hắn. Tham nhiều bạc như vậy, mà còn có thể sống sót, quý gia nhà hắn coi như là trường hợp đầu tiên. Nếu tiên đế ở đây thì đây là tử tội, chỉ sợ cũng bị lột da lột xương như người khác, nhưng hoàng thượng thì đã thủ hạ lưu tình rồi. Tả chi phi nghiêng nửa người, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào xương phòng của Yến Tam Hợp, không biết tâm trạng lúc này là gì. Hắn biết rõ lời của thái tứ còn thật hơn cả vàng đừng nói là tiên đế vấn đề tham nhũng đặt vào triều đại nào thì quý lăng xuyên cũng chỉ có một chữ chết thật đúng là thần kỳ hắn thầm cảm thán một tiếng lại hỏi khi nào thì dùng hình một canh giờ sau nghiêm như hiền tự mình giám sát huynh đệ ngươi đi gọi cha ruột hắn rồi thái tứ ghét bỏ tam gia cũng nên cút khỏi phủ ta đi trái tim tạ chi phi treo suốt ba tháng cuối cùng cùng rơi lại chỗ cũ hắn cười híp mắt tiến lên ôm lấy vai thái tứ Lưu Manh nói. Tiểu hỷ nhi kia mê người thì mê người thật, qua hai năm người đợi hắn trổ má thì tư vị cũng nhạt rồi, đợi khi nào ta giúp cho ngươi tìm một tên. chương 180, Hành hình. Trong sương phòng, Yến Tam Hợp nghe rõ ràng cuộc đối thoại của hai người trong sân. Cô ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm mắng một tiếng, đồ hạ lưu. Lý bất ngôn huyết huyết cánh tay cô. Quý lăng xuyên bị lưu đầy, thế là quý ra hết chờ mình được rồi à. Ai nói vậy? Yến Tam hợp hất cầm ra ngoài cửa sổ. Quý Lăng Xuyên bao nhiêu tuổi? Tầm 50 rồi, cái tuổi này ở trên quan trường, chị e cũng không nhảy nhót được mấy năm nữa, quan trọng con cháu không bị sao, tương lai hoàng đế chết, thái tử thượng vị, thái tử chết, thái tôn thượng vị. Yến Tam hợp hơi nhướng mày. Còn sợ quý gia không dậy nổi ư? Vậy ngươi nói, Hồ Tam muội có báo mộng cho Quý Lăng Xuyên không? Có báo mộng không thì ta không biết, ta chỉ biết với cái tuổi của hắn mà muốn sống sót qua 80 trượng thì không phải chuyện dễ dàng. Yến Tam Hợp thấp giọng nói. Lưu đầy hắn tới phủ Nam Ninh, chuyện này, lý bất ngôn cả kinh, ngươi cảm thấy kỳ quặc ư, chỉ có thể nói là thuận theo ý trời thôi. Yến Tam Hợp. Đúng rồi, tại sao tả tạ chi phi lại bảo ngươi dặn dò ta câu đó? Lúc đó ngươi nằm mơ rồi khóc, hắn đột nhiên xông vào, nên ta kiếm cơ nói ngươi đau lòng vì quý lão phu nhân. Lý bất ngôn mỉm cười. Tam Hợp, ngươi có cảm thấy tà tam gia rất quan tâm ngươi không vậy sao yến tam hợp nhíu mày nghĩ một đằng nói một nẻo sao ta cảm thấy hắn không có ý tốt chứ tam gia không có ý tốt vén rèm đi vào yến tam hợp thu dọn đồ đạc chúng ta phải rút thôi rút đi đâu đừng hỏi đi theo ta là được tạ chi phi đã có tin tức của chuyện này lúng đồng tiền lúc cười rộ lên cũng sâu hơn thường ngày có đói bụng không yến tam hợp thật sự rất đói vì thế gật gật đầu. Thế nhìn một chút đã. Tả chi phi nhướng mày, hạ giọng nói. Đồ trong phủ tên thái giám chết tiệt không ngon, chúng ta ra ngoài ăn. Chân trước vừa gầy vai bá cổ với người ta, chân sau đã chê. Yến Tam hợp hỏi. Tám người gậy, quý lăng xuyên có chịu nổi không? Ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm. Tả chi phi hất cầm ra ngoài cửa sổ, lấy lại tinh thần nhàn nhã nói. Tiền đã trả đúng chỗ, chuyện này hắn đảm bảo giúp chúng ta làm thỏa đáng tên thái giám chết tiệt này cực kỳ đáng tin. Yến Tam hợp, để coi tên thái giám chết tiệt nghe xong có muốn đánh chết người không? Nhà môn hình bộ. Đại nhân, đại nhân. Từ lai ở Bắc Tư hơi kinh hãi, cả đêm ngủ không ngon, đang nằm bò trên bàn ngủ bù, nghe thấy tiếng kêu đòi mạng này thì tim không khỏi đập thình thịch. Hắn lau mặt, hỏi. Chuyện gì? Tâm Phúc đi lên phía trước. Đại nhân, vừa rồi hoàng thượng đã hạ chỉ hình phạt cho quý ra rồi. Sớm vậy sao? Từ lai đứng bật lên. Có sự chảm sau mùa thu không? Tâm Phúc nhìn vào mắt chủ tử, do dự một lát, nói. Quý Lăng Xuyên bị phạt đánh 80 trượng, lưu đày đến phủ Nam Ninh, những người còn lại vô tội được phóng thích. Cái gì? Từ lai căn bản không thể tin vào tai mình. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tâm Phúc. Đại nhân, Hoàng thượng giận mạnh, buông khẽ. Sao có thể chứ? không thể như thế được. Từ Lai ngồi phịch xuống ghế, cả người choáng váng, hồi lâu mới nhảy dựng lên nói: nhanh, nhanh đi Bắc Ti hỏi thăm, không đúng, đi Vương phủ, đi Vương phủ hỏi thăm, trong này chắc chắn có nội tình. vâng. Tâm Phúc vừa đi. Từ Lai ngồi phịch xuống, chỉ cảm thấy lồng ngực một ngạt. rõ ràng là chuyện đã nắm chắc mười phần, sao vừa qua một buổi tối đã long trời lở đất thế này rồi? Đại nhân, sao người lại trở về? Từ lai nói được một nửa, thì thấy phía sau tâm phúc có một người, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Người nhỏ cung kính hành lễ với từ lai, lấy ra một tấm thiếp. Từ đại nhân, buổi tối vương gia mở tiệc chiêu đái trong phủ, mời từ đại nhân tới uống chén rượu nhạt. Vâng, vâng, nhất định đến, nhất định đến. Từ lai nhận thiếp mời, trong lòng thấp thỏm, bản thân không giúp vương gia hoàn thành công việc, không kéo trương gia xuống nước, bữa tiệc này e là. Không có chuyện gì tốt vương gia còn có một câu muốn tiểu nhân truyền cho từ đại nhân mời nói mời nói tám trượng có thể chết có thể tàn phế có thể bị thương từ lai giật mình ý của vương gia là người nọ lạnh lùng trả lời hắn một chữ chết bắc tư chính đường có hai người đang ngồi ngay ngắn theo thứ tự là lão ngự sử lục thời đại thái giám nghiêm như hiền người tiếp theo là hình bộ thị lang từ lai và lão đại bắc ti thái tứ Giữa chính đường, bày một bộ hình cụ, hai bên trái phải hình cụ là hai người khôi ngô, cao lớn đang đứng. Yên lặng chờ một lát, thì quý lăng xuyên bị người kéo vào. Lục thời và nghiêm như hiền liếc nhau, nặng nề mở miệng. Quý lăng xuyên, trước khi hành hình ngươi có lời muốn nói không? Khuôn mặt quý lăng xuyên trắng bệch, cúi thấp đầu, dáng vẻ như mất hồn. Lục thời vỗ kinh đường mộc. Quý lăng xuyên, tám mươi trượng đánh xuống. Cái mạng này của ngươi có còn không thì phải coi ông trời, còn không nhân lúc này để lại mấy câu." Quý Lăng xuyên ngẩng đầu, nhìn Lục Thời một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhắm mắt lại. Lục Thời trên mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng lại rất chấn động, trên mặt người này chẳng có biểu cảm gì, giống như muốn chết đi vậy. Nghiêm như hiền ho khan một tiếng, "Lục đại nhân, thời gian không còn nhiều nữa." "Ừ." Ánh mắt Lục Thời trầm xuống, "Người đâu, hành hình." Vâng. Hai người trái phải dơ gậy lên, tiếng trượng đánh nặng nề vang lên. Chỉ mới 10 cái mà bộ quần áo xám của quý lăng xuyên đã dính đầy máu, ngũ quan vặn vẹo nhưng hàm răng lại cắn chặt, không rên một tiếng. Thái tứ nhìn thấy thế thì trong lòng hoảng hốt, ánh mắt sắc bén đảo qua hai người hành hình, lại quét mắt nhìn từ lai bên cạnh, sắc mặt dần dần trầm xuống. Loại gậy hành hình có hai loại. Một loại đánh ra tiếng lớn, nhưng diện tích tiếp xúc nhỏ, nghe thì to nhưng thực tế sức lực đều thu lại rồi một loại khác cũng đánh ra tiếng lớn diện tích tiếp xúc cũng lớn mỗi một gậy đều là hàng thật giá thật hắn đã đồng ý với tả tam gia dù thế nào cũng giữ một mạng cho quý lăng xuyên bởi vậy cố ý dặn dò người đứng đầu hãy chọn loại đầu lại không nghĩ đến tay mình duỗi ra chưa đủ dài từ lai lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trong lòng đang vui vẻ quyền thế và bạc thật đúng là thứ tốt cái trước có thể làm cho người ta khuất phục, cái sau có thể làm cho người ta ra sức. Thái tứ à thái tứ, trước mắt bao người, ngươi lại còn muốn bảo vệ cái mạng thối nát của quý lăng xuyên, cũng không xem xem vương gia có đồng ý hay không. Quý lăng xuyên hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 30, 31 Cạch cạch, cả đám người đều kinh hãi. Đây là âm thanh xương ống chân quý lăng xuyên bị đánh gãy. 30 cái đánh gãy xương ống chân, lục thời và nghiêm như hiền liếc nhau lục thời nghĩ thầm chẳng lẽ hoàng thượng muốn quý lăng xuyên chết ư nghiêm như hiền nghĩ thầm họ quý này chẳng rên lấy một tiếng thật đúng là người cứng rắn cũng khó trách một mình đứng ra gánh vác hết mọi chuyện phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn